Những kiến thức trọng tâm cần nhớ môn sử. Trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Phần 3. 21. Theo quyết định của Hội nghị Yalta tháng 2 năm 1945, ở châu Âu, Áo và Phần Lan trở thành những nước trung lập. 22. Theo quyết định của Hội nghị Yalta tháng 2 năm 1945, Trung Quốc cần trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ. 23. Theo quyết định của Hội nghị Yalta tháng 2 năm 1945, quân Liên Xô và Mỹ sẽ chiếm đóng bán đảo Triều Tiên ở hai phía Bắc và Nam vĩ tuyến 38. 24. Những quyết định của Hội nghị Yalta tháng 2 năm 1945 bao gồm thống nhất mục tiêu tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật, thống nhất về việc thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc, thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. 25. NATO là liên minh quân sự của Mỹ và các nước tư bản Tây Âu, không phải là tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc. 26. Trụ sở của tổ chức Liên Hợp Quốc được đặt ở New York, Mỹ. 27. Nguyên tắc cơ bản nhất chỉ đạo hoạt động của Liên Hợp Quốc là chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn, Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc. 28. Hiến chương Liên Hợp Quốc chính thức có hiệu lực từ ngày 24 tháng 10 năm 1945. Về sau ngày này được quy định là ngày Liên Hợp Quốc. 29. Việt Nam lần đầu tiên được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an vào nhiệm kỳ 2008 đến 2009. 30. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Yalta tháng 2 năm 1945 là phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận. Mỗi cường quốc đều cho mình có vai trò to lớn trong cuộc chiến tiêu diệt phát xít, nên vấn đề phân chia phạm vi ảnh hưởng sau chiến tranh được đưa ra tranh luận nhiều nhất.